Thưa quý vị, thưa các bạn, căn cứ kế hoạch của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết và mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành số 03 do Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ. Tại tỉnh Tuyên Quang, đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương đã triển khai kiểm tra thực tế tại siêu thị Vinmart Tuyên Quang. Đại diện đơn vị này cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán này thì siêu thị cũng rất là chú trọng đến vấn đề chất lượng hàng hóa, cũng như là các sản phẩm được nhập đến tại siêu thị thì phải đầy đủ các hồ sơ về công bố sản phẩm cũng như là nguồn gốc xuất xứ để cho khách hàng có thể an tâm hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm. Đối với lượng hàng hóa mà để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán năm nay thì cũng dù có dịch bệnh đi chăng nữa nhưng chúng tôi vẫn luôn đảm bảo cái lượng hàng mà để phục vụ cho khách hàng. Với lượng hàng thì chúng tôi hiện tại đang tăng dự trữ so với Tết của năm 2021 là khoảng 10% và tăng với so với sức mua thường với trung bình mua sắm 3 tháng gần đây của khách hàng là cũng tăng đến gấp 5 lần. Tuy nhiên, qua kiểm tra chọn ngẫu nhiên 11 sản phẩm trong tổng số hơn 3.000 sản phẩm nông sản thực phẩm, đơn vị này vẫn còn thiếu sót như chưa xuất trình được bản kế hoạch và nghiệm thu định kỳ theo hợp đồng nguyên tắc về cung cấp dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại và bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của công ty cổ phần sản phẩm New Zealand đối với sản phẩm thạch 3-1 vị trái cây 720g nhãn hiệu Didu nhập khẩu Thái Lan, chưa có giấy kết quả kiểm nghiệm hai chỉ tiêu trì và cadimi của phòng thử nghiệm hiệu chuẩn Việt Nam VLAS. Về vấn đề này, đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm yêu cầu tỉnh tiếp tục làm việc, yêu cầu siêu thị Vinmart Tuyên Quang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác an toàn thực phẩm theo biên bản kiểm tra. Nếu có sai phạm thì tiến hành xử phạt theo quy định, đồng thời làm báo cáo gửi về đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương. Đề nghị các cơ sở kinh doanh mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết cần tiếp tục duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022 nói riêng và trong năm 2022 nói chung. Các lực lượng chức năng, đặc biệt là cái lực lượng kiểm tra chuyên ngành cũng như là các huyện, thành phố thì sẽ tích cực tăng cường công tác kiểm tra các vấn đề an toàn thực phẩm phục vụ cho Tết Nguyên đán và cái lễ hội Xuân này. Và đặc biệt là chú ý những cái hàng hóa mà tiêu thụ lớn trong cái dịp Tết Nguyên đán này thì sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và làm sao mà cái hàng hóa mà đưa ra thị trường thì đảm bảo là cái chất lượng phục vụ tốt nhất cho người dân. Trong thời gian tới thì là cái kiên quyết xử lý những cái trường hợp nào mà cố tình xảy ra vi phạm mà những cái hàng hóa mà không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại tỉnh Phú Thọ, quá trình kiểm tra thực tế công tác an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển Khánh Hà, đoàn công tác yêu cầu cơ sở này nhanh chóng khắc phục một số thiếu sót trong khâu sản xuất, lưu ý về duy trì việc lưu mẫu nước đóng bình. Còn tại hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đoàn công tác ghi nhận đơn vị đã triển khai tốt liên kết sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, các khâu sơ chế, đóng gói, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm của sản phẩm trước khi xuất bán ra thị trường. Đây đều là các sản phẩm rau củ quả ăn trực tiếp, cho nên là cái vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đều là những vấn đề rất là cấp bách. Cho nên là nhận thức được điều đấy thì hợp tác xã cũng thường xuyên là tuyên truyền và theo dõi kiểm tra và cái quá trình sản xuất của bà con nông dân để cho cái quá trình các sản phẩm mà hợp tác xã sản xuất ra nó được đảm bảo. Và từ trước đến nay thì hợp tác xã luôn luôn tuân thủ các cái quy định trong cái cả sản xuất an toàn. 2022 và mùa lễ hội đầu xuân năm mới 2022 thì tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch số 6025 về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thế và song song với việc là làm tốt công tác tuyên truyền trên các cái kênh thông tin đại chúng, đặc biệt là những cái kênh thông tin đại chúng có uy tín, thì tỉnh cũng sẽ làm tốt cái công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những cái trường hợp mà vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn tỉnh có một cái Tết cũng như là mùa lễ hội đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân.
Kết thúc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ, đoàn công tác số 3 ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các cơ quan chức năng hai tỉnh trong năm qua nhằm triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022. Đoàn công tác mong muốn Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm Tuyên Quang và Phú Thọ tiếp tục duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật, bám sát chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, bộ ngành để phát huy tốt công tác thanh kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực này trong thời gian tới.